Mới đây, trên cộng đồng mạng lại bàn tán về một cảnh được người đi đường quay lại bằng điện thoại nói nội dung. Cảnh sát trật tự dùng dùi cui tác động vật lý vào một thanh niên vi phạm giao thông, khiến người thanh niên ngã sấp mặt xuống đường tại Hà Nội. Cụ thể lúc này nhóm lực lượng chức năng gồm có một chiến sĩ cảnh sát giao thông và hai chiến sĩ cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trật tự. Thì khi đó một thanh niên đi xe SH màu trắng không đội mũ bảo hiểm, khi gặp lực lượng chức năng, vì sợ bị phạt nên tăng ga bỏ chạy. Thì bị một cảnh sát trật tự dùng dùi cui tác động vào tay phải của người thanh niên, để thanh niên dừng lại. Nhưng không ngờ việc này đã khiến cho tay thanh niên không thể giữ vững tay lái, nên đã ngã xuống đường. Sau khi được đưa lên mạng, nhiều dân mạng cho rằng người thanh niên đã vi phạm luật giao thông và hành động tăng ga bỏ chạy là sai. Dù vậy, chiến sĩ cảnh sát trật tự cũng không được làm như vậy, vì nó đe dọa đến tính mạng của người khác. Nếu không may chết người thì chẳng khác nào kẻ giết người, như vậy thì không hay lắm. Nếu muốn phạt vi phạm thì có thể dùng camera an ninh để phạt nguội.